Chào mừng bạn đến với Top Sahan, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao K-pop. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những tin tức thú vị có trong ngày hôm nay. Đi lên từ một công ty đứng trên bờ vực phá sản, Big Hit Entertainment hiện trở thành mái nhà chung của nhiều nghệ sĩ tài năng, đặc biệt là hai ca cưng BTS và Chi. Cũng giống như nhiều công ty khác, những nghệ sĩ tại Big Hit cũng có các câu chuyện casting đặc biệt như trong phim. Thứ nhất, V của BTS. Khi còn là một cậu học sinh, bạn của V quyết định tham gia buổi tuyển chọn thực tập sinh của Big Hit, trong khi V lúc ấy chỉ là người đi cùng để cổ vũ và không hề có ý định trở thành idol. Giây phút ngồi chờ tại Big Hit, một nhân viên công ty đã tiếp cận V và mời anh chàng tham gia buổi audition. Không biết phải làm gì với lời mời, V gọi điện cho bố để xin phép và đồng ý tham gia casting sau khi được bố chấp thuận. Cuối cùng, V là người giành được tấm vé vào Big Hit, còn cậu bạn kia lại bị loại. Nhiều fan cho rằng V sinh ra đã được định sẵn để trở thành idol. Thứ hai, Hyunin Kai của Chi. Hyunin Kai từng chia sẻ rằng ban đầu cậu không hề có ý định thi tuyển vào Big Hit, thay vào đó là một công ty khác. Mặc dù cuối cùng Hyunin Kai không thể vượt qua buổi thử giọng, nhưng cậu đã để lại ấn tượng với một nhân viên trong số đó và không ngờ người này lại đến từ Big Hit. Người này sau đó chủ động liên lạc mời Hyunin Kai đến buổi audition tại công ty. Kết quả em út Chi đã vượt qua sát hạch và trở thành thành viên trong đại gia đình Big Hit. Thứ ba, BMGU của Chi. Khi BMGU còn sống tại quê hương Daegu, một nhân viên tại Big Hit tình cờ nhìn thấy cậu ấy và ngay lập tức mời cậu đến buổi thử giọng tại Seoul. Lúc ấy thì BMGU vẫn còn là học sinh và vì phải chuẩn bị cho kỳ thi tại trường nên cậu từ chối. Tuy nhiên, người nhân viên này cho biết họ sẽ quay lại Daegu trong 2 ngày tới nên BMGU có thể casting ngay tại Daegu. BMGU kết thúc buổi thử giọng thành công khi để lại ấn tượng mạnh mẽ và chính thức bước vào Big Hit không lâu sau đó. Thứ tư, Jin của BTS. Câu chuyện casting của Jin bắt đầu tại trạm xe buýt khi giám đốc tuyển chọn tại Big Hit tiếp cận anh cả ngay khi anh vừa xuống xe. Mặc dù có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng người này cũng thuyết phục được Jin đến buổi audition và Jin đã thành công để giờ đây trở thành một mảnh ghép của BTS. Thứ năm, Yeonjun của Chi. Yeonjun chia sẻ, cậu được mời đến thử giọng tại Big Hit không chỉ một mà đến hai lần. Lần đầu tiên là khi ai đó liên lạc với Yeonjun qua mạng xã hội. Không lâu sau đó khi đang ngồi trên xe buýt, một người phụ nữ đột nhiên tiến đến ngồi cạnh cậu. Sau khi giới thiệu đến từ Big Hit, người phụ nữ đã mời cậu tới tham gia tuyển chọn tại công ty. Yeonjun nhận lời và cái kết thì chắc hẳn ai cũng đều biết. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sahan và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.